Hello anh em, đây là con yến non của mình nhá, được khoảng tầm 19 ngày, cho nó ra ngoài cho nó nhìn ngó thế giới tí. Anh em nhìn nhá, lần đầu tiên ra ngoài có vẻ nó hơi nạo lẫm một chút, nhưng mà kệ, cho nó quen quen một tí.